Ngày 19 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một nhà máy sản xuất máy bay không người lái và phương tiện tác chiến điện tử tại thành phố Saint Petersburg. Ông Putin đi cùng với một số quan chức, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, đã kiểm tra nhà máy và được giới thiệu nhiều loại máy bay không người lái, cũng như các sản phẩm khác. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin cho biết Nga đang tăng sản lượng máy bay không người lái lên khoảng 10 lần, đạt gần 1,4 triệu chiếc trong năm nay để đảm bảo lực lượng vũ trang Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, xung đột chủ yếu diễn ra qua các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái dọc theo một mặt trận được củng cố vững chắc dài 1.000 km với sự tham gia của hàng trăm ngàn binh lính cả nga và ukraine đều đã mua máy bay không người lái ở nước ngoài và đẩy mạnh việc sản xuất của riêng họ để phục vụ nhiều mục tiêu khác nhau từ phá hủy pháo binh và kho vũ khí đến tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và tàu chiến